Xin chào bà con, mình tên là Lê Trung Thực. Mình là một chuyên gia mưu sinh đã hơn 15 năm kinh nghiệm gắn bó với bà con. Thì hôm nay mình chia sẻ với bà con là chúng ta làm thế nào để mà chúng ta duy trì thêm và phát triển tốt cái con cớp bơ bóp để giúp cho cái thức ăn tự nhiên và giúp cho con tôm chúng ta nuôi và chúng ta nuôi phát triển, chúng ta duy trì nó và kéo dài cái thức ăn tự nhiên và con tôm càng ngày càng lớn đó. Thì như bà con biết là chúng ta vừa qua là chúng ta sử dụng cái cớp block, đây là một cái sản phẩm vi sinh mà chứa những các cái khoáng rồi cũng như là các hàm lượng vitamin và enzym rất là nhiều để mà giúp cho cái sự phát triển của con cớp block. Tuy nhiên chúng ta nuôi mật độ hơi cao để duy trì nó và lên nhiều hơn, thì chúng tôi cũng có bổ sung một cái thành phần và bổ sung một cái sản phẩm thêm, đó là cái sản phẩm AC Biogan N02. Để đây là một cái loại sản phẩm mà có khoáng. Chúng ta biết cái sản phẩm mà cái con copper bot á, nó muốn sống duy trì phát triển lâu dài thì cần phải có cái lượng khoáng để tạo cái vỏ và duy trì phát triển nó tốt hơn. Cho nên là chúng ta thấy cái sản phẩm N02 này là được nhập từ cái khoáng của núi lửa, và trong đó có một số các thành phần hữu cơ, và chúng tôi sử dụng cái vi sinh để phun lên làm cái nền. Và chúng ta biết cái nền, ngoài cái nền hữu cơ cộng với cái nền khoáng để chứa cái vi sinh đó, để mà chúng ta khi mà chúng ta gãi xuống nó chìm xuống dưới tầng đáy và làm việc tầng đáy rất tốt. Vì vậy đây là cái sản phẩm mà nó từ cái nền khoáng, cho nên là có một số cái thành phần các sản không tan, thì các bạn thấy đó là cái việc cũng bình thường và nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm. Và đây là cái nền để duy trì và đó đặc thù riêng của sản phẩm, cho nên là các bà con cũng an tâm và sử dụng cái sản phẩm AC Biogas N02 cộng với cái block. Chúng ta có thể chúng ta ủ cũng như có thể chúng ta sụp khí rất là tốt cho cái con copper bot và cũng như là cái con dung nhiều tơ và một số cái con động vật phụ du khác, đảm bảo cho các quá trình phát triển của tôm được tốt. Chúc cho bà con mình luôn luôn thành công trong cuộc sống cũng như là trong vấn đề nuôi tôm của mình. Xin thành cảm ơn.